tôi sẽ hát cho những niềm vui, những nỗi buồn. Tôi sẽ hát cho giọt nước mắt lăn trên môi ai. Đừng khóc nhé em, đừng buồn nhé anh, vì cuộc đời đâu mãi chỉ có niềm vui. Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên sáng ngời. Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim. Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến với mọi người. Hát cùng một ngày mai tươi sáng. Sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim. Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người. Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời. Dẫu có khó khăn thì bạn ơi hãy luôn tin rằng. Gương mặt và cũng như là ánh mắt của tất cả các bạn thí sinh. Và đã đến với cuộc thi tiếng hát truyền hình, đặc biệt là vòng chung kết này, thì các bạn thí sinh đã phải chiến thắng bản thân mình. Và có một điều mà chúng tôi xin được thông báo với tất cả quý vị là 8 thí sinh của chúng ta sẽ tham gia chương trình Còn Mãi Với Thời Gian, chủ đề Cỏ và Hoa, diễn ra vào lúc 20 giờ thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2012 tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, được ghi hình và phát sóng trên HTV7 vào lúc 16 giờ thứ bảy của tuần thứ hai và tuần thứ tư của tháng 11. Và sau đây chúng tôi xin được phép công bố điểm trung bình của các thí sinh sau đêm thi ngày hôm nay, cũng như là điểm trung bình của các bạn sau cả 3 đêm thi. Thí sinh Đinh Ngọc Thiện, mã số 02, điểm trung bình của đêm thứ 3,
18,73 và điểm trung bình của cả ba đêm thi 18,72. Thí sinh Vũ Minh Trang, mã số bình chọn 05. Điểm trung bình của đêm thi thứ 3 19,05. Điểm trung bình của cả ba đêm thi là 18,79. Thí sinh Trần Tuấn Hòa, mã số 06. Điểm trung bình của đêm thứ 3 19,23 và điểm trung bình của cả ba đêm thi là 18,89. Thí sinh Điệu Bích Thủy, mã số bình chọn 03. Điểm trung bình ở đêm thi thứ 3 19,03. Điểm trung bình của cả ba đêm thi là 18,80. Thí sinh Lưu Huyền Trinh, mã số bình chọn 07. Điểm trung bình của đêm thứ 3 19,33 và điểm trung bình của cả ba đêm thi là 19,05. Thí sinh Cao Công Nghĩa, mã số bình chọn 01. Điểm trung bình của đêm thi thứ 3 18,80 và điểm trung bình của cả ba đêm thi là 18,62. Thí sinh Lê Quang Huy, mã số bình chọn 08. Điểm trung bình của đêm thi thứ 3 19 và điểm trung bình của cả ba đêm thi 18,79. Thí sinh Yjalin Ajun, mã số bình chọn 04. Điểm trung bình của đêm thi thứ 3 19,13 và điểm trung bình của cả ba đêm thi là 18,91. Thưa quý vị, và bây giờ chính là thứ hạng tạm thời sau cả ba đêm thi. Xuất sắc thuộc về nhóm mang tiêu chí tự tin là ba bạn Lưu Hiền Trinh, Yjalin và Trần Tuấn Hòa. Và ba bạn đang nằm trong nhóm cố gắng đó là bạn Điểu Bích Thủy, Vũ Minh Trang và Lê Quang Huy. Và tạm thời đang ở nhóm mang tiêu chí nỗ lực là ba bạn Lê Quang Huy, Đinh Ngọc Thiện và Cao Công Nghĩa. Các bạn cần phải nỗ lực thêm 2 bước nữa để nếu như không vươn lên nổi nhóm 3 tự tin thì các bạn phải vào được nhóm vị trí thứ 4 hay thứ 5 thì mình mới có thể an tâm hơn được các bạn nhé. Tuy nhiên vẫn còn một đêm nữa để chúng ta cố gắng. Chúc các bạn thật nhiều may mắn. Và quý vị khán giả ơi, chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng sự bình chọn của tất cả quý vị sẽ giúp cho các bạn thí sinh của chúng tôi trở thành thí sinh được yêu thích nhất của mỗi đêm thi, cũng như là có một cơ hội để bước vào vòng chung kết xếp hạng. Và hãy cùng bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích để trở thành một trong hai khán giả may mắn nhận được giải thưởng của chương trình là 3 triệu đồng. Giải thưởng dành cho thí sinh được yêu thích nhất cũng như là giải thưởng dành cho khán giả may mắn sẽ được công bố vào đầu đêm thi sau. Thưa quý vị và các bạn, đêm thi thứ 3 của vòng chung kết cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình 2012 xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn nhãn hàng Chess đã đồng hành cùng cuộc thi này. Cảm ơn sự theo dõi và quan tâm của tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ 6 tuần sau cũng 21 giờ trên sóng HTV9.